Xin chào anh em, anh em có để ý một điều rằng là từ trước tới nay ấy, thì người ta là thường quan tâm tới dòng iPhone có kích thước lớn nhiều hơn là dòng iPhone nhỏ hay không. Điều này thì có lẽ là xuất hiện từ thời iPhone 6 và 6S và cho tới tận bây giờ là dòng iPhone 15 Pro và 15 Pro Max. Vậy thì nguyên nhân thực sự là do đâu? Thì cùng xem video ngày hôm nay để mà xem có chuẩn như là suy nghĩ của anh em không nhá. Và chào mừng anh em tới với Kích Bàn Channel. Cái nguyên nhân đầu tiên là do Apple đã định hình cái phân khúc sản phẩm ngay từ cái ban đầu rồi. Nếu mà anh em chưa quên thì ngay từ dòng iPhone 7 với 7 Plus và dòng 8 với 8 Plus thì đều đã có sự khác biệt rõ ràng như thế nào giữa điện thoại lớn và nhỏ. Với dòng nhỏ thì tức là cái bản tiêu chuẩn ấy thì anh em sẽ chỉ có duy nhất một camera mà thôi. Còn đối với dòng Plus ấy thì anh em sẽ có tới là hai camera, trong đó là có thêm cả một camera tele để mà chụp ảnh chân dung. Và về sau thì cái dòng iPhone từ dòng iPhone 11 tới dòng iPhone 14 thì Apple lại ít định hình phân khúc hơn, khi ngoài cái việc mà kích thước của nó sẽ nhỏ hơn. Với viên pin nhỏ hơn ra thì các dòng Pro của các đời này ấy, thì cơ bản là sẽ không kém gì cái dòng Pro Max cả. Thế nhưng thì cho tới cái dòng iPhone 15 Pro và 15 Pro Max thì lại có sự phân hóa rõ ràng, khi mà con 15 Pro Max lại có camera 5x mới nhất của Apple, trong khi đó thì 15 Pro thì nó vẫn giữ nguyên là camera 3x mà thôi. Vấn đề camera 3x hay là 5x nó sẽ tiện dụng hơn thì tùy theo nhu cầu của mỗi người. Nhưng mà rõ ràng thì zoom 5x là cái công nghệ mới hơn và cũng là lần đầu tiên mà Apple mang lên iPhone, nên là nó sẽ tạo một sự phân hóa rõ ràng giữa hai dòng sản phẩm này. Mà đối với nhiều người dùng ấy thì chỉ cần là nghe công nghệ xịn hơn thôi là sẽ chọn 15 Pro Max đã. Cũng là một cái phần chính trong nguyên nhân thứ hai sau đây. Cái nguyên nhân thứ hai này thì nó sẽ làm ở cái phía người dùng rất là nhiều, khi mà người luôn nghĩ điện thoại to hơn thì nó sẽ có nhiều tính năng hơn. Cái này thì rõ ràng nó sẽ đúng với một vài bên như là Samsung hay là Xiaomi. Những chiếc điện thoại Ultra thì rõ ràng là luôn có những công nghệ mới nhất, xịn sò nhất, còn những chiếc Pro hay Plus ấy thì lại không. Thì đây là cái cách mà các hãng bên Android thường làm để mà phân khúc cái sản phẩm của mình. Thế nhưng thì rõ ràng là con iPhone 15 Pro và Pro Max ấy thì nó lại không như thế. Như mình vừa nói bên trên thì nó chỉ khác ở cái việc mà camera zoom 5x và 3x. Cái việc mà kích thước lớn và viên pin lớn hơn, còn lại thì gần như là tương tự nhau. Thế nhưng thì không phải ai cũng biết được cái điều đó và không phải ai cũng tìm hiểu kỹ và dành công nghệ như là anh em mình. Trong suy nghĩ của họ thì đơn giản là cái gì lớn hơn, cái gì mắc thì nó sẽ có nhiều tính năng nhất thôi, xịn sò nhất, và cứ thế là họ chọn thôi. Nguyên nhân thứ ba thì đó là để flex. Thì cái này thì có nghĩa là nó thể hiện khá là rõ ràng nhất thì vẫn là ở ngay Việt Nam rồi. Như là cái đợt vừa rồi ấy, thì mình có dịp là sang Mỹ khoảng tầm là 10 ngày nhá, thì mình thấy là bên đó sẽ trái ngược với Việt Nam khá là nhiều ở cái việc mà họ dùng rất nhiều dòng iPhone Pro chứ không phải là như Việt Nam, thì ngoài chủ yếu ra này vẫn là Pro Max ra. Hoặc là kể thêm cái ví dụ là lúc mà iPhone 15 series mà bán ấy thì mình vẫn có quen một bạn là nữ thì nhờ mua iPhone 15 Pro Max. Thì lúc đó thì mình cũng hỏi là tại sao chị tay nhỏ như vậy mà lại không mua 15 Pro mà dùng cho nó thoải mái hơn. Thì câu trả lời nhận được là 15 Pro Max nhìn nó đã hơn, nó sang hơn. Cái này thì mình công nhận là ở Việt Nam ấy nó là đúng. Khi mà anh em có thể là cầm một chiếc điện thoại to hơn cũng là ba mắt với nhau thì rõ ràng là nhìn nó sẽ dễ nhận diện hơn, cũng như là flex rằng là tôi đang dùng con Pro Max đấy, nó đắt tiền hơn rất là nhiều đấy. Tất nhiên thì nếu mà anh em có điều kiện ấy thì mua con Pro Max để flex thì là điều quá là bình thường rồi, nó không hề xấu. Chỉ có một vấn đề là họ không thực sự là quan tâm tới cái trải nghiệm của bản thân. Với nhiều người tay nhỏ thì vẫn cố dùng con 15 Pro Max cho được, thì chắc chắn là lúc nào cũng phải là dùng hai tay, mà dù là 15 Pro Max thì đã được hoàn thiện gọi là nhẹ hơn rồi đấy, bo tròn hơn rồi đấy, nhưng mà nói sao thì nói, cầm nắm vẫn không thể nào mà thoải mái bằng con 15 Pro hay là 15 thường được. Nguyên nhân thứ 4 mà 15 Pro ít được lựa chọn hơn dòng 15 Pro Max đó chính là về thời lượng pin. Thường thì những chiếc điện thoại nhỏ hơn với pin dung lượng nhỏ hơn ấy thì chắc chắn nó sẽ có thời lượng sử dụng pin gọi là kém hơn. Và điều này cũng khá là đúng. Như là đối với 15 Pro Max nhá, nếu có thể là cho một cái thời gian off screen kéo dài từ là 8 đến 9 tiếng là thoải mái, thì 15 Pro ấy đôi khi là kém hơn khoảng từ là 1 đến 1 tiếng rưỡi. Thì rõ ràng là đối với những người mà có nhu cầu sử dụng điện thoại nhiều thì đôi khi là không đủ trong một ngày thì vẫn phải cắm sạc. Do đó thì cái việc mà lựa chọn dòng 15 Pro Max ấy để đỡ phải lo nghĩ về cái việc là hoàn pin cũng là cái điều dễ hiểu. Thế nhưng thì nếu mà không phải là sử dụng liên tục về công việc thì sao không nghĩ là thoáng ra một chút là chọn con 15 Pro pin yếu, nhưng mà nếu mà không đủ dùng thì ta có thể là dành thời gian một chút, gọi là nghỉ đi một chút để mà đọc sách hay là chơi thể thao chẳng hạn, thì lúc đó thì sang điện thoại nó cũng gọi là một cái gì đó nó thực tế hơn. Mà thật ra thì 15 Pro pin ở hiện tại thì cũng không thể nói là yếu được, nó vẫn gọi là đủ dùng với nhu cầu thông thường trong một ngày, anh em dùng từ sáng đến tối thì mới phải sạc thôi. Cuối cùng thì yếu tố quyết định nó chính là mức giá. Với nhiều người thì từ 15 Pro cố lên vài triệu để mà mua con 15 Pro Max luôn là cái điều mà họ sẵn sàng làm, bởi vì là thực tế thì giá trị của con 15 Pro ấy nó cũng không nhỏ, từ 27 mm cố lên 30 chẳng hạn ấy, thì nó vẫn là đáng. Còn một nguyên nhân nữa là giá con 15 Pro bây giờ thì vẫn xấp xỉ cái mức giá con 14 Pro Max. Thế nên thì nhiều người thay vì là chọn con 15 Pro thì người ta sẽ là đổi sang con 14 Pro Max, chấp nhận gọi là thua thọt đi một vài tính năng cũng như là công nghệ mới, nhưng mà nó vẫn có một chiếc iPhone lớn với camera 3 mắt là được rồi.
Thế nhưng thì anh em có thể là không để ý nhá, nếu mà anh em dùng con 15 Pro nhá mà lắp thêm một chiếc ốp gọi là nó hơi dày một chút thì nhìn không rõ thì cũng chưa chắc là nhận ra đó là Pro hay là Pro Max đâu. Với lại thì giữa con 15 Pro và Pro Max ấy, thì không nói, có tiền thì anh em cứ mua con 15 Pro Max cũng được thôi. Chứ mà cái kèo để mà so sánh giữa con 15 Pro với 14 Pro Max ấy, thì khuyên anh em là vẫn lên chọn con 15 Pro thì hơn. Chiếc máy này nó có quá nhiều nâng cấp, trong đó thì quan trọng nhất vẫn là có cái cổng Type-C. Và tới đây thì còn có thêm cả cái Apple Intelligence để mà anh em trải nghiệm nữa. Với lại thì cái mức giá của iPhone 15 Pro ấy, giờ cũng đã khá mềm rồi. Máy mới thì nó sẽ rơi khoảng tầm là 24 triệu, còn máy cũ 99% ấy thì cũng chỉ từ là 19 triệu hơn mà thôi. Anh có thể là tham khảo trên website Click3 nhá. Còn cái việc mà iPhone 15 Pro nó ít được ưa chuộng hơn là dòng 15 Pro Max là điều không cần phải bàn cãi nữa. Anh em có thể là nhìn trong đời sống thực tế anh có thể thấy được rõ cái điều này thôi. Và những nguyên nhân mà mình đưa ra ở đấy thì em có đồng tình hay không, hay là thấy thiếu cái gì cần bổ sung thì cứ comment ở phía bên dưới nhá. Còn giờ thì hết video rồi, cảm ơn anh đã xem, tạm biệt anh em.